Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua và sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và sự kiện Ngày hội kết nối giao thương, Diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 15. Đến tham dự các sự kiện có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp ở trung ương, địa phương, trong và ngoài nước. Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2004 với hơn 70 hội viên ban đầu. Đến nay, số hội viên đã tăng lên trên 1.500 hội viên đang sinh hoạt ở 10 hội doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố và 8 hộ ngành nghề làng nghề. Trải qua 20 năm, ngoài kết quả về công tác xây dựng tổ chức phát triển hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tập huấn quản trị doanh nghiệp. Các hội viên tích cực tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo. Kết quả này là cơ sở để Hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa cho các doanh nghiệp hội viên. Trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy những cái thành quả đã đạt được và cần phải làm tốt hơn nữa các cái hoạt động để mang lại những cái hiệu quả thiết thực có chiều sâu hơn nữa cho các cái doanh nghiệp hội viên. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những cái chương trình hợp tác, hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ của các nước. Một trong những sự kiện được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tại chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đó là Ngày hội kết nối giao thương. Đây là hoạt động ý nghĩa được nhiều doanh nghiệp quan tâm chờ đợi, vì thông qua đây doanh nghiệp sẽ kết nối với các bạn hàng đối tác để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tôi rất là mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp trên toàn quốc. Cái thứ hai là cũng muốn được nhìn rõ cái chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Hưng Yên cho các doanh nghiệp từ tỉnh khác hoặc là những đơn vị khác về đây ạ. Chúng tôi cũng rất là mong muốn những sự kiện giống như sự kiện này thì sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội doanh nghiệp của các tỉnh bạn và có nhiều những cái chuỗi hoạt động để chúng tôi quảng bá được cái sản phẩm. Đầu tiên là mong muốn là được học hỏi, giao lưu với lại tất cả các doanh nghiệp ở dưới này và sau đấy là kết nối giao thương và chia sẻ cơ hội hợp tác với các đơn vị. Tại sự kiện Diễn đàn Hợp tác Liên kết và Phát triển Doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 15 với chủ đề Chung sức đồng lòng hợp tác hướng tới kỷ nguyên mới, thu hút hơn 300 đại biểu doanh nghiệp đến từ các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Đây là lần thứ hai diễn đàn được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đăng cai tổ chức. Thông qua diễn đàn, các chuyên gia doanh nghiệp cùng thảo luận, trao đổi, tìm giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ được tổng hợp báo cáo gửi các bộ ngành liên quan, góp phần hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.